Ôi, yo. Hãy cho tôi nụ cười người em. Đến với tôi, nhưng em lẻ loi. Đừng nghĩ tôi có hậu với mày. Đừng chạy lên, hãy tiếp mà, tôi phú lại rồi. Bây giờ tất cả anh em nha. Hôm nay anh em có chảo đi vô trong bến phá xanh. Mua kiếm gì về mua ăn nha. Mua kiếm gì mua chứ gì. Hôm nay mua kiếm gì về cho đây mua. Hả? Anh quay đây vòng vòng đây mà. Ừ. À. Nay sạch nha. Đi đâu cũng cho đâu. Anh em đi được 2 người, 3 người rồi mà Tú nó chưa đi nha. Để kiếm gì anh? Mua trái giò đi quên. Bữa ăn trái giò một bữa đi. Hả? Trái giò đi. Ừ. Trái giò ha. Trái giò. Hộp đi, một hộp này đi. Chả bò luôn đi. Ừ, thì mình chả bò đi. Mua cái này cho ông xúc miệng không? Xúc cái bệnh luôn. Ai kiếm gì hương mua gì mua giống vậy? Mua giống nữa. Sải nha. Ờ, cái đó đúng rồi. Ông sải đó vườn đúng rồi. Chạy lên ngót đó nha, rồi giờ ra tính tiền. Rồi đi. Cầm một chục luôn hả chạy? Cầm một chục tệ đi cho tiếu. Cầm luôn đi. Bây giờ mua tổng cộng nhiêu ta? Nhiều 115 ngàn. Dữ dằn nè. Chút xíu 115 ngàn anh em. Giờ đi về anh em ơi. Với lại giờ trong chổng cũng không cho quay nữa. Nãy vừa vô cái nhân viên la. Anh em cũng thấy rồi đó. Gán quay. Vừa gán quay, quay lén cho anh em luôn. Bây giờ đi về nha anh em. Đi về rồi làm này kia chơi biến quay tiếp cho anh em nha. Anh em chạy nha. Đây. Đây anh em ơi. Bây giờ anh em có chảo ra ngoài này mua. Hồi nãy mua ở Bách Hóa Xanh đó. Mà vô cái nhân viên nó nói là anh em thông cảm ha, không cho quay. Nói chung là quay được một khúc cái lại la nó không cho quay này kia anh em. Rồi không có dám đi quay vòng vòng nhiều. Cho nên lợi mua liền với giỡn được chút xíu rồi thôi đó. Thì mua được cái như đây nè. Thạch chả. Với gì? Bò hả? Gì bò? Bò viên. Bò viên. Với một chai tương ớt. Chạy tặng chứ không chặn bên đường. Không hiểu luôn. Đường làm gì chạy? Ai biết đâu. Bỏ cái chiên cái gì. Bỏ cái gì bỏ luôn. Nè, tổng cộng là 115 ngàn. Giờ bắt lửa lên cho nó nóng trước đi. À, thằng Tú Tú trong trọng đang lấy cái này kia trọng hết chứ anh em ơi. Với nó, thằng Tú thì nó lặt rau này kia, ba cái cải á. Chiên nào trước đây, cái này đi. Bò viên lâu hơn á. Bò viên để vô làm nó phụ lên liền á. Đi chiên cái kia chứ đi. Chả này đây, anh to thử. Nhiều không biết nữa, thấy bịch nặng không biết nhiều không. Nhiều. Anh khóc để ý không chiên luôn à. Khỏi gần Dũng này luôn. Đây, đầu ngày của anh em mình đó nha. À anh em ơi, với lại cái mà cái TikTok của chảo á. Bây giờ nó báo vi phạm quá trời, nếu mà một lần vi phạm nữa là nó phá luôn kênh cho chảo luôn. Chắc chảo tính lập lại kênh mới nha. Chắc mọi người nhớ ủng hộ cho chảo nha. Với lại shop quay refile của chảo á. Chảo gắn với phần mô tả, mọi người nhớ ủng hộ cho chảo nha. Sao giờ về bỏ vô được chưa hay là miếng nóng nóng đi. Nóng nữa mới được hả? Ừ, nó còn xèo nó dằn hay không? Thảm gà ăn đồ nóng á anh em. Giờ mới thấy không gì ba ngang tháo gà nóng nổi một bộ kia thương lắm. Đi sáng rửa mặn cái té ái quần đồng hồ cắt chạy giấu rồi chạy quên nữa nhắc nó tự tợ rồi à. Thằng Tú nâng cấp luôn rồi chạy em mới chạy em chết luôn rồi nhiều lắm nghe anh em chứ không phải ít đâu nè. Trời ơi hai lớp luôn nhìn nè ba hai mấy ba tiền anh tính nãy là mua hai hộp mà mua hai hộp không nổi đâu. Nãy dưới đây em mua lượng hộp ngon ghê cái gì rế tôm với mực. Em quá nè anh em ơi nè, nè anh em. Tôi gần lại cho anh em thấy rồi nè.
đảo không biết sao luôn, cho nên không quay được cho anh em nhiều luôn. Quay lén không? Quay lén luôn á. Đấy, ngon quá. Thấy là chiên nổi luôn á. Cái đó là chiên nhiều, mình chiên ít mà. Không bỏ luôn. Đó, thú gà tá anh em ơi. Hello anh em. Thú dặn chưa? Ủa cắn đầu gói luôn. Nãy vô trọng mua, có mua cái kia để trọng bịch nữa. Cái nào? Cái kia cho ông bịch đó. Nãy là bô với DNA chứ. Như mùi chạy nước súc miệng. Chứ là nước súc miệng quim. Mãn vậy chứ. Ê, để gắn kêu ông em cái chén ra quên. Để trọng lấy kia. Rồi. Rồi sáng một đống luôn mày ơi, mày sáu với cu này kia một đống lên em. Giờ hai nó làm nặng thung đó, là bữa nào rảnh rảnh rồi chạy đi săn bắt bữa mới được. Ủa, được chưa luôn? Chạy nữa. Đó anh em. Thấy không, nhìn nó ngồi đó không, cái mình hỏi này kia dặn nó nữa chứ nó nãy giờ không đụng gì chứ. Thì đi mua dép rồi. Anh em ơi, nhìn điện thoại Tú nó xài anh em. 1, 2, 3 tên tên tên. Nó, thấy không? Hiểu biết liền. Hiểu hay không? Hiểu nhìn biết liền, vậy đó. Siri không mà ta xài polymer tự xanh nhưng mà. Có chim anh em ơi, mấy con chim bay lại bắn à. Đó kìa đó. Kìa bắn không kìa. Đó anh em ơi, dắt gì sau lưng nữa trời, dắt gì sau lưng nữa vậy mà tấu mày đi. Thấy không, nó rõ ràng làm xong nó mới vô chứ. Mỗi bữa tao làm cho mày ăn hoài cũng vậy, bữa nay làm cho chú mày ăn được hả cháu? Ai nói gì đâu trời, mày nhiều tội lắm nghe. Tao tội nó gì, tội nó nè, mà tội nó rồi gì, tội hoài trời. Chuyên đi, chuyên đi hả? Vậy là chuyên à, dạ, gì nữa? Nín nghe thông báo, thông báo nó trời. Ừ, trong đó hoài trời. Trời mày đủ thứ á. Tiếp tục. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do và hạnh phúc. Bản kiểm điểm để đọc. Hôm nay tôi đề nghị quý vị khán giả và các em thân thương và những anh chị đang theo dõi anh Trảo Mini trong thời gian vừa qua, và có kiến nghị một số điều như sau. Điều thứ nhất là anh Trảo hay đăng giờ giấc không có đảm bảo để mà cho anh em theo dõi có lúc này lúc khác. Cái đó anh Trảo phải nên khắc phục. Ok. Điều thứ hai là anh Trảo nên mua đầu tư vật chất và các thiết bị để mà quay video tốt, đều cho nó tốt, tiếng rõ, âm thanh hay, màn hình mới đẹp đó. Chứ còn anh quay chỗ này nó không có được coi. Tôi đề nghị là anh Trảo nên khắc phục cái chỗ này nữa. Quay 4K không đòi gì nữa trời. Rồi điều thứ ba là anh Trảo nên nhớ làm như gì, khán giả là khách hàng là thượng đế. Yeah. Khán giả là ok, number one. Đúng. Mình phải chiều khán giả chứ quay gót khán giả ra chiều mình. Đúng. Phải đăng giờ giấc đúng ngày, đúng tháng, đúng giờ, đúng quy định. Đúng. Rồi điều thứ tư là anh đề nghị anh Trảo làm xong cái gì thì nhớ thiệt hại, tổn thất, tinh thần cho tôi thì phải thanh toán cho tôi liền, chứ đừng có để tôi nhắc, nhắc hoài, mệt. Và điều thứ năm, đó, tôi đề nghị anh Trảo làm, nếu anh em vô phải trả tiền lương cho anh em, nếu bắt anh em quay không hoài cho chị nói. Có bên đầu trái lưng thời gian qua tôi cũng mong khán giả cũng thông cảm cho tụi anh em tôi, đặc biệt là kênh của chú Trảo đây cũng có nhiều cái thiếu sót đó, là cho suy nghĩ chút đi thôi. Thôi tiếp tục này. Nên thiếu sót về cái chuyện đó thì mong quý vị khán giả thật lòng bỏ qua cho anh em tụi tôi.
tại vì cũng kinh nghèo chưa có tiền đó, thì cũng vàng âm thanh chưa có đảm bảo giòn lắm, nên mong anh chị khán giả quý mến cũng cũng lòng bỏ loa cho đó. Tôi cũng xin thay mặt cho chả mini thật lòng biết ơn cái tên tôi anh Lâm bảo vệ đó. Anh là đẹp trai hả? Không mày. Đẹp trai, đẹp trai. Ủa con Tú nó dạ bắt mấy con chim rồi. Đi đâu đi? Đi đâu tiêu rồi? Nhìn ngon ra chú. Chị người chị vàng chú hả? Vàng nữa hả? Khét á. Ấy mày. Mày Tú. Đây cắn nè. Ui. Hồn trời. Tao mà sợ gắn. Ai đâu nói giới nha. Ừ. Bữa nào bắt bỏ vô quần nó cho chạy thấy mùi nội nó luôn chứ đừng nói. Trời ơi, gắn bao. Bao. Thế gắn là bao. Mày cái gì mày cũng hay lắm, mày giỏi lắm. Người ta thì gặp người khác, gắn người ta bao, bao bỏ vô trong bao làm thịt nó. Thì bỏ bao làm thịt phải không? Anh em nhìn nó kìa, nó thấy nó nắng sẵn hay sao đâu, nhìn kìa nó đi hoài vậy đó. Sẵn gì đâu, sẵn. Nó luôn sẵn đâu. Nó đi cùng đó. Cùng. Bữa hổng ta tính làm tờ đơn ta nộp lên trên phường rồi, ta kêu đề xuất tới đề ba cho đi mà. Đi luôn hả? Thở, ta đề ba cho đi ít nhất cũng phải mút chỉ à. Vậy đây 2 năm thôi. 2 năm vậy nó nặng lắm, cho đề ba là mới đi mút chỉ luôn mà. Cái nào mà tao có lệnh thì cho về thôi. Trời. Mày em thấy hả? Mày thấy anh không? Anh coi bao biết bao nhiêu ngàn tỷ rồi thấy không? Đó, oh. Đó trời. Ô. Oh. Đứng ra quay cho bà con cho quý vị nhả ra coi đây, sao không? Nó đắt tao là bao la luôn không? Đó. Tao coi thấy không? Đó, tao coi cánh đồng bao la không? Đắt luôn. Trời. Tao coi không mà coi người ta. Nhà đó cũng ổn rồi đó. Mà không coi người ta nha. Đấy, tôi nói cái dạy quý vị giả coi thấy không, của ngàn không, nó đất của tôi bao la nè, nó còn dẫn ra đây rồi quay vô khán giả coi thấy nó thấy không, đất của tao là ấy, đất của tôi là bao la nọ thấy không, nó quá trời luôn, nhưng mà tôi coi cho người ta thôi, tiếng mới của tôi rồi. Rồi anh em mình bỏ viên vô nha, rồi này quăng bên cái mình bỏ viên vô bắn chim chú Long kìa. Gì vậy? Bắn gì? Ôi, mình đang bò né này, mình đang bò nhảy. Đang bò né, mình đang bò nhảy. Chứ sao, tại nó còn đá nè. Lạnh lắm, trong hợp mà. Này mình bỏ đàng hoàng chứ, để không bảo là xá rác vừa bãi nữa. Tội nghiệp chú bảo vệ tôi. Bộ viên nó lại nó để lên nó thùng nè đó. Còn quay nè. Sao? Quay, vô. Thay cho tôi nụ cười người đến với tôi những đây mình lỡ lỗi đang đi tôi nhảy mày. Trời ơi, tao đang nhảy tiếp mà tao phú quả trời. Tao đang nhảy ở đây mày đứng mày cản đường tao sao tao phú quả tao đâu vậy nè. Phú quả tôi mày chứ còn chi đây đang hứng ngồi rồi trời ơi, chơi tao phú quả cho mà chơi trời chơi nhóc luôn cu nè rồi sáo nè. Chim trong quần chim bay ra, chim mang ốm liễu lo trên trần. Chim trong quần chim bay ra, bà em không cắn ghé tại cái quần xì. Thôi. Xong rồi. Cho tôi nụ cười người ơi. Vậy được chưa? Ủa, dữ dằn tự. Bà nổi mày. Hoài luôn. Chắc vậy là anh em tôi search ra là lụm luôn nha. Sao vậy? Qua lấy cái sạn ra nữa. Đắp thì cục ở đây. Thôi, nóng, cục đâu lắm. Đắt lửa. Anh em. Quá em, quá em. Giờ mình dẹp cái này qua xích đây, ai da nóng quá à. Để tạm đây nha anh em, giờ để tạm đây đi rồi anh em tôi ăn ở góc này. Ê, cái hộp này mình để tương ớt đây nha. Cái này cũng muốn giữ rồi. Đây. Rồi sao? Ê này nó không có lỗ. Kịch lên. Trời ơi, tương ớt này nhìn ngon quá. Thơm ghê luôn, đây tương ớt này ngon, tương ớt này mà ăn mực nướng đúng. Bà con ơi, bà con có thấy cô tụi mấy gì tụi quên mẹ hả ta,
nói cái sĩ của anh tôi đâu. Ờ đúng rồi. Rồi anh em ơi. À, bây giờ anh em mình vô nha. Giờ tập trung là dạ quẹo luôn bên này đi. Còn nấu nè ăn luôn đi. Chú. Đâu tập trung gì đó. Bạn không tự chơi ác không? Bao đẹp nha anh em. Vô chú ơi. Anh em đặt mua thun bán luôn anh em. Ship tận nơi luôn nha. Bà con cứ bác ơi, có thấy ca sĩ Thục Quỳnh đâu, hãy chỉ giùm tôi. Thục Quỳnh ơi, em có biết rằng anh đã bao đêm bao ngày mong ước. Ta sống bên nhau cho hạnh phúc. Thôi là thuộc gì mà, vô ăn đây, lẹ ra cho thấu đây. À, chú, nem chứ đây. Thử rồi. Nấu bày nấu không? Xong nấu. Nấy nè, cái giò nè. Cái giếng nóng, giò chứ đi. Giò chứ hả? Giò, nè thấy giò. Giò, giò. Giò lam nữa. Mấy giò mà. À, thấy đây, nếm cho anh em thử coi làm sao. Được. Ngon. Chú quên mực. Này, bữa gì giỏi nha. Ở đầu ăn chứ. Rồi, ăn rồi mới mời không. Ok, giờ thứ chán có nóng không? Nóng mà nổi mày. Giờ tối rồi nóng còn nóng quá. Nào chiên bữa trước đó nên tôi ăn nè. Giòn lắm. Cái giá có mũi chích. Mở anh em ơi. Camera gần lại xíu nữa camera. Đó. Trời ơi. Vô nè chú. Vô. Mời anh em cô dì chú bác. Nè vô. 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 Giòn tan không trời. Giòn quá. Dễ thương. Mong ở nhà làm không? Hay làm sẵn rồi. Hay làm sẵn con bịch. Mày cho những bịch thấy ngon ghê đúng rồi. Mày anh chị chú bác cục gì nha. Cái gì cục gì? Bò viên. Ta bò viên kêu dò viên. Ăn cục này tao đi nha. Đi đâu? Đi qua bên kia bà hàng xóm bên kia tôi bả nhét cái đường mương cho bả kìa. Cái gì? Cái bà hàng xóm bên kia tôi qua bả nhét cái đường mương cho bả. Phải rồi. Rồi tan được bên tao đi à. Phải rồi, mới mưa. Đi nha. Mới mưa hôm qua đó. Mới hôm qua giấy đường mương. Giấy dắt mương cho bả. Mương là sình thôi đó nghe ông nội. Rồi. Bả cái đường mình đó, đường mương. Đi đó đi. Đi luôn hả trời? Ê này sao nó không teo đâu mày? Không. Thường mua bịch chả mà 10 ngày hay 12 ngày ngoài chợ á anh em. Chiên nó phụ bự một cục ba lớn như nè. Cái nó tóp lại. Sao này nó không phụ lên, không có tóp lại ra. Ừ. Còn chào chảo đi. Thấy không chị má? Ừ. Đâu. Ngày nào chúng ta tới rồi. Nó quyên quen. Ngày nào bể mánh thì ngày đó tiêu tàn. Thì bạn có vụ gì nè, về ca lý. Bảo đang nhắc cái đường mương. Tình cờ ổng và bà có đưa cháu thành phố về đó, đứa gái đẹp lắm. Sao có gì tao mới về đây nè. Tao bà bắt giết từ nọ rồi tao đâu có được đâu, tao phải về đây tao kiếm tụi mày nè. Thầy Tú con đi không? Đi đúng đây. Đi liền qua bản chứ bây giờ có nên tao rồi có cháu bán ngồi đó tao làm ăn gì được nữa. Ok hả, ba đi trước nha. Hai mày ngày mày làm gì làm nghe cháu. Để con ở lại kìa. Bye nha. Đi hay vậy luôn. No see you again. Bye. Go. Xong luôn. Bỏ anh em luôn. Đi cục quá trời. Ăn hết nổi nè mới đi nè. Mày đặt kiếm cớ để tao mày dẹp này nữa nè. Đóng này nữa. Nó nhìn nè. Đóng này nữa. Vậy hoài đó quý. Thở rồi chứ. Với cơ. Đồ chảo. Rồi ăn thôn đẹp đi luôn rồi. Kìa đấu kìa. Thấy rồi chạy đi. Thôi anh em ơi chắc ông chú với thằng Tú này kia ăn hết nổi đã kiếm chuyện nghỉ đó anh em. Kìa em còn ăn nổi nữa không? Anh nói rồi. Nhiều quá ăn còn nhiều đó. Thì chắc clip của anh em chảo đến đây cũng kết thúc anh em ơi. Thì do này kia chảo có nói rồi với hôm bữa đó. Là do dịch này kia đi ra ngoài không có được nhiều, với lại quán xá nó không mở cửa, bách hóa xanh thì vô được 2 người 3 người mà không được đi gần chứ nó không cho quay nữa anh em ơi, không biết là sao á. Còn chỗ chảo này kia cứ vòng toàn là đi không ngoài không được. Quán cà phê còn quán mở nhưng mà quán nhỏ này kia mở mà ngồi lẻ ra xa. Quán nhậu thì không có quán nào nhậu chứ bởi vì xin anh em không biết rồi đó. Không có quán nào mở hết trơn á. Thì chắc
clip của cháu quay sớm giờ cũng đã dài rồi, thì xin phép anh em là cho cháu ngưng nha, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em.